Chào cả nhà. Đền thượng có từ thời Hùng Vương thứ sáu thờ thánh giống, 3 tuổi đã đánh tan giặc ăn, lập kỳ tích thiên cổ, cưỡi ngựa sắt bay lên trời. Giáo tích để lại nghìn xưa, tương truyền khi Khải Hoàng về đến núi Sáp, núi có 99 ngọn, lại là đất mung ngựa chào trời. Thiên tướng đã cởi áo, chiếc bào vắt lên cai trầm hương, phi ngựa bay thẳng lên trời. Vua Hùng Huy Vương nhớ công đức ấy, sai người cưa cai lái gốc tạc thành tượng, phàm là Động Thiên Vương ban xây miếu cho nhân dân thờ cúng quanh năm. Đến thời Lê Sơ, thánh có công phù giá đánh thắng giặc Tống, vua cho xây lại đền bề thế và phàm là Phù Động Thiên Vương. Quá là đỉnh cả nhà. Phù Động Thiên Vương. Cảm ơn. Xin chào.